Gần tròn một tháng sau khi thông tin về Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng có biệt phủ hơn 100 tỷ ngay tại làng biệt phủ Euro Village, dư luận xôn xao trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã nhận căn biệt thự hơn 100 tỷ đồng, hơn 1.000 mét vuông, tọa lạc ngay tại làng biệt thự châu Âu do Vũ Nhôm tài trợ. Ngôi biệt phủ nằm ở một trong những vị trí đắc địa nhất, được mệnh danh là đất kim cư, ngay tại một trong những thành phố top đầu của Việt Nam. Vị quan chức này đã phủ nhận thông tin, tuy nhiên vấn đề này vẫn khá nhiều người quan tâm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Vox TV mời quý vị cùng theo dõi và suy gẫm về những lời của ông Bùi Sĩ Lợi, Phó trưởng ban, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ông Bùi Sĩ Lợi nói, nghịch lý giữa vấn đề lương và thu nhập của cán bộ công chức là với mức lương của cán bộ công chức hiện nay chỉ đủ xây mái nhà đơn sơ, chứ cả đời cũng không thể có chuyện mua được biệt phủ. Ông Bùi Sĩ Lợi nêu lên mâu thuẫn rằng rất nhiều quan chức hiện nay tại Việt Nam có nhà, cửa, có biệt phủ và không biết nguồn gốc từ đâu. Và các quan chức này khi bị bắt hoặc bị yêu cầu giải trình đều không thể nêu ra những lý do chính đáng. Có người nói do buôn chổi đốt, do nuôi gà nuôi vịt, do làm việc đến thối móng tay. Còn riêng với ông Lê Văn Tam, ông này chưa có lời chính thức về tài sản của mình. Ông Bùi Sĩ Lợi nói rằng rất nhiều quan chức thu nhập thì thấp, nhưng thu nhập bằng cảm ơn qua phong bì thì rất cao. Về vấn đề minh bạch tài sản, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho biết, từ trước đến nay phải luôn xác định minh bạch tài sản của cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quan chức rất cần thiết, là một yếu tố cơ bản để quản lý. Tất nhiên, với quan điểm như vậy, không phải cứ đợi lúc có dư luận thì mới làm. Ý ông Thiếu tướng muốn nhắm đến việc khi có thông tin về các vụ quan chức có nhà, có biệt phủ, có những tài sản khủng, những siêu xe, thì lúc đó cơ quan chức năng mới bắt đầu lên tiếng nói sẽ vào cuộc điều tra. Thực tế ở Việt Nam thì hầu hết các vụ việc đều xuất phát từ thông tin của dư luận, và để chờ khi có dư luận mới làm thì đã muộn. Nhưng ra các nước, vì Thiếu tướng chỉ rõ, nếu như các nước trên thế giới thực hiện việc kê khai tài sản từ lâu, thì Việt Nam giờ mới chú tâm đến. Về cách thức, họ làm rất bài bản, cụ thể, minh bạch. Tài sản từng năm được kê khai rõ ràng, tăng hay giảm từng năm đều giải trình lý do, nguồn gốc phát sinh. Thiếu tướng Cương nhấn mạnh, theo tôi, đây là một biện pháp phòng ngừa rất cần thiết để kiểm soát tài sản của các viên chức, quan chức, hạn chế việc lạm dụng chức vụ quyền hạn để mưu lợi cá nhân. Riêng với trường hợp Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, theo ông Cương, chỉ cần chứng minh được nguồn gốc biệt thự trên là trong sạch thì mọi việc sẽ được xử lý. Cơ quan quản lý Giám đốc Công an, đó là Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, phải giám sát, kiểm tra, đảm bảo việc kê khai thực hiện minh bạch và nghiêm túc. Nhưng ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, thì cho rằng rất khó để xác minh được tài sản của các quan chức. Sau 25 năm, tính từ năm 1993, qua hai lần cải cách tiền lương từ năm 1993 và 2004, đời sống người hưởng lương, đặc biệt là công chức, ít được cải thiện, nếu như không muốn nói là không được cải thiện. Tuy nhiên, tiền lương công chức hành chính không đủ sống, nhưng thu nhập lại khá cao. Điều đó chứng tỏ có nhiều khoản thu nhập ngoài lương, trong đó có thu nhập công khai từ ngân sách. Một khảo sát của Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc cho thấy 14,4% lao động trong khu vực nhà nước có từ hai việc làm trở lên. Nói cách khác là chân trong chân ngoài, mà nguyên nhân chính là lương không đủ sống.
Tình trạng công chức sáng cấp ô đi tối cấp ô về khá nhiều, trong khi thiếu nhân tài và chảy máu chất xám. Theo ước tính của các chuyên gia, có tới 30% công chức không làm được việc, tiêu tốn nhiều nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước mỗi năm. Ông Bùi Sĩ Lợi nói, đội ngũ người hưởng lương từ ngân sách quá lớn, gây thất thoát rất nhiều khó khăn cho cải cách chính sách tiền lương. Mặt khác, lương của công chức hành chính bị đánh đồng với các đối tượng khác, mang tính cào bằng, lệ thuộc vào thâm niên. Vì sao kêu lương công chức không đủ sống, nhưng một bộ phận cán bộ công chức vẫn giàu sù, thậm chí có người xây cả biệt phủ, sắm xe siêu sang, có người sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn để chạy vào quan chức nhà nước. Đây là mâu thuẫn có tính bản chất của tiền lương khu vực hành chính công hiện nay. Có nghĩa là cơ chế tiền lương của ta hiện nay đã bị phá vỡ, không còn bản chất của tiền lương nữa. Theo nguyên lý chung, phần lương chính bao giờ cũng chiếm 70% trở lên. Trong tổng thu nhập, các khoản phụ cấp tối đa không quá 30%. Nhưng ở nước ta, điều này ngược lại, tiền lương lại bé hơn phần phụ. Một bộ phận cán bộ, đặc biệt cán bộ công chức, liên quan đến các dịch vụ công, lương thấp nhưng họ làm thêm bên ngoài, hoặc thu nhập chính bằng cảm ơn, bằng phong bì, và bao phong bì rất cao. Nhiều người giàu có bằng chân ngoài, bằng làm thêm, và hình như họ vào công chức cho có vị trí, để hưởng các chính sách và quyền lợi khác, chứ không phải để kiếm thu nhập từ lương. Từ đó dẫn đến, ai cũng nói công chức lương thấp, nhưng khi tuyển dụng người ta lại tuyển con cháu, người thân quen, thậm chí có người phải bỏ tiền để được vào công chức nhà nước. Tất cả những việc chạy chọt để vào công chức nhà nước, để có vị trí, việc làm, cũng như chạy chọt để được đề bạt, cất nhắc, rõ ràng bao giờ họ cũng xem tiền bỏ ra là đầu tư ban đầu, dứt khoát phải thu lại vốn. Điều này cũng nói lên sự không minh bạch trong hệ thống tiền lương và thu nhập của cán bộ công chức. Nói thật, cả đời cũng không thể có biệt phủ nếu dựa vào lương quan chức. Vậy đâu là những bất cập trong chính sách tiền lương ảnh hưởng như thế nào đến nền công vụ? Ông Bùi Sĩ Lợi chia sẻ về vấn đề này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm vô hiệu hóa cải cách nền hành chính. Nhiều người dân, doanh nghiệp đến làm việc với cơ quan nhà nước phải có bôi trơn. Một bộ phận cán bộ, công chức hách dịch, cự quyền, sách nhiễu chẳng qua là muốn vòi vĩnh để thêm thu nhập, và họ luôn viện cớ rằng tiền lương thấp không đủ sống nên phải làm như thế để cải thiện. Cũng phải nhìn nhận, nếu công chức làm việc toàn tâm toàn sức nhưng với thu nhập như tiền lương hiện nay thì chưa tương xứng, chưa đảm bảo cuộc sống cho họ và gia đình họ. Cho nên cải cách chính sách tiền lương có một vai trò tác động thay đổi nhận thức, tạo cơ hội cho người lao động, công chức nhà nước đủ sống, không nghĩ đến tiêu cực, nhũng nhiễu. Rõ ràng, với mức lương như cán bộ, công chức hiện nay thì chỉ có thể có mái nhà đơn sơ thôi, chứ không có cách gì để mua biệt phủ nguy nga được, trừ khi có tài sản của cha ông để lại hoặc cách gì đó ngoài tiền lương. Kể cả lương cán bộ công tác 30 đến 40 năm và lên đến chức bộ trưởng, lương chỉ 20 đến 30 triệu một tháng, cả đời cũng không thể có biệt phủ. Giáo sư Hoàng Như Khương tính toán cho biết, nếu dựa vào lương công chức, lương của đại tá Lê Văn Tam hiện nay mức cao nhất, thì ông cũng phải mất 277 năm để có thể mua được căn biệt phủ này. Vũ TV trao đổi với ông Bùi Sĩ Lợi về giải pháp đột phá để giải bài toán tiền lương hiện nay. Ông Bùi Sĩ Lợi nói, đã đến lúc cần phải cải cách toàn diện cả thang lương, bảng lương, mức lương cơ sở, hệ số lương, bồi số lương và các khoản phụ cấp nhằm đảm bảo tiền lương thực sự là đòn bẩy thúc đẩy tăng năng suất lao động. Hiệu quả công tác và coi đầu tư cho tiền lương cũng là đầu tư cho phát triển. Cải cách chính sách tiền lương phải được thực hiện đồng bộ với cải cách cơ bản đội ngũ cán bộ công chức.
Chúng ta không thể chỉ nghiên cứu tăng lương mà chấp nhận một bộ phận công chức dựa dẫm hoặc lợi dụng vị thế về quyền lực mưu cầu lợi ích riêng. Ngược lại, cũng không nên chỉ nhấn mạnh đến việc cải cách hành chính mà để mức lương của cán bộ công chức không đủ sống. Chính sách tiền lương phải đủ khả năng thu hút và trọng dụng những người có tài, có đức, đồng thời là cơ sở để có căn cứ sa thải những người không xứng đáng, những người không đủ năng lực, không đủ yêu cầu và tiêu chuẩn, cũng như loại bỏ những công chức biến chất, lợi dụng chức quyền, hạch sách, tham nhũng. Chính sách tiền lương cùng với chính sách cán bộ phải công khai, minh bạch. Tại hội nghị tham gia ý kiến dự thảo, đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược mới đây, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị điều chỉnh ngay chính sách tiền lương. Ông nói, bản thân tôi là bộ trưởng, lương chỉ 11.690.000 đồng. Với mức lương này, tôi hỏi thật, chúng ta có đang sống bằng lương không? Hay giả vờ với nhau? Bộ trưởng nói và đề nghị phải thực sự thẳng thắn nhìn nhận thực tế này mới giải quyết được vấn đề. Theo ông, lương có cao thì mới đi liền với trách nhiệm, cán bộ công chức mới đóng góp tận tâm. Như Singapore trả lương cho cán bộ công chức rất cao, họ làm việc tận tâm, tận lực và rất sợ mất chức. Về câu chuyện đại tá Lê Văn Tam, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, ông này bị phanh phui về ngôi biệt phủ. Tính sơ sơ không chi tiết là đã hơn 100 tỷ đồng ngay tại khu đất vàng, đất kim cương của thành phố Đà Nẵng, là làng châu Âu Eurovillage. Bàn rộng hơn, theo nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, có nhiều thông tin về nhiều lãnh đạo của Đà Nẵng cũng sở hữu nhiều khối tài sản khủng. Trong bối cảnh đó, việc cần làm là quản lý từ đầu, kiểm chứng thông tin. Ông nói, từ trước đến nay, chỉ tài sản nhỏ cán bộ mới kê khai, những tài sản lớn thường bị ẩn đi bằng nhiều hình thức như đứng tên người thân gia đình hay đầu tư làm ăn kinh tế. Trong khi đó, chúng ta chưa có cơ chế kiểm soát tài sản của người thân cán bộ. Thậm chí, cán bộ kê khai có 10 biệt thự, nhưng việc quan trọng là phải yêu cầu làm rõ nguồn gốc sao lại có, chứ không phải liệt kê. Cho nên, điểm mấu chốt là phải sửa từ luật, quy định từ chủ tịch xã huyện phải kê khai đầy đủ biệt thự mua tiền ở đâu, tức chứng minh được nguồn gốc tài sản. Bên cạnh đó, tất cả các bảng kê khai tài sản cần được công khai minh bạch cho người dân cùng giám sát, chứ không phải cứ đút ngăn kéo rồi biết với nhau trong cơ quan, tổ chức thì rất khó có thể kiểm chứng được thông tin kê khai. Ông Lê Văn Cương nói, nhưng cũng nói thêm rằng thực sự ông cũng không kỳ vọng rằng sẽ có được cải cách đột phá về vấn đề tiền lương, nhất là vấn đề quan chức công khai tài sản của mình. Quốc hội cần phải sửa luật, người thi hành luật cần có cơ chế để kiểm tra và giám sát kỹ lưỡng hơn. Nhưng với những gì bày ra trước mắt, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ xử lý đại tá Lê Văn Tam, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng như thế nào?